Ngày 4 tháng 8, Thánh Gioan Maria Vianney. Gioan Maria Vianney sinh năm 1786 gần thành Lyon, nước Pháp. Lúc còn nhỏ, Gioan chăn giữ đàn cừu cho thân phụ ngài. Gioan ham thích đời sống cầu nguyện, và khi lên 18 tuổi, Gioan xin phép thân phụ để đi học làm linh mục. Thân phụ lo lắng vì sợ mất đi nguồn lao động chính trong nhà. Tuy nhiên, 2 năm sau, ông Vianney đã đồng ý. Lên 20, Gioan đến học với cha Bale. Dù cha Bale rất nhẫn nại, nhưng đối với Gioan, Latin là một môn học rất khó, và Gioan đã nản chí. Sau đó, Gioan quyết định chạy bộ suốt quãng đường dài 60 dặm tới viếng đền thánh Gioan Francisco Regis, một vị thánh rất nổi danh ở Pháp. Gioan đã cầu nguyện và xin thánh Francisco Regis giúp đỡ. Sau cuộc hành hương này, Gioan vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc học như trước, nhưng Gioan không nản chí nữa. Sau cùng, Gioan cũng được gia nhập Đại chúng Việt. Việc học hành đối với Gioan thật khó. Dù cố gắng đến đâu, Gioan cũng chẳng học tốt được. Khi cuộc thi cuối khóa tới, vấn đáp chứ không phải thi viết, Gioan phải đối diện với một ban giáo sư và phải trả lời các câu hỏi của họ. Gioan quá lo lắng đến nỗi đã bị hỏng ngay giữa cuộc thi. Cha Ba Lê đã lên tiếng thay cho Gioan. Ngài nói rằng Gioan là một người tốt lành và thánh thiện. Gioan có cảm quan bình thường và hiểu được những gì giáo hội dạy về đức tin. Nghe thế, ban giáo sư chấp thuận những phẩm chất trên có thể bù lại những thiếu sót trong việc học tập của Gioan, và Gioan Vianney đã được thụ phong linh mục. Thoạt đầu, cha Gioan Vianney được chỉ định làm phụ tá cho cha Ba Lê, và ngài đã giúp cha cho tới khi cha qua đời năm 1817. Sau đó, cha Vianney được gửi tới một sứ đạo nhỏ tên là Ars, nơi cha Vianney phục vụ suốt cả cuộc đời. Khi Gioan Vianney mới tới, bổn đạo sứ Ars chẳng quan tâm gì đến đức tin của mình. Họ say xỉn, làm việc cả ngày Chúa Nhật và không bao giờ đi lễ. Nhiều người thường xuyên nói tục, chửi thề. Cha Vianney đã ăn chay và đền tội thay cho bổn đạo. Ngài cố gắng giúp họ không phạm tội. Cuối cùng, từng quán rượu một đã phải lần lượt đóng cửa vì buôn bán chẳng được. Dân chúng bắt đầu tham dự thánh lễ Chúa Nhật cách đều đặn hơn và tham dự cả thánh lễ ngày thường. Rồi người ta bớt nói tục, chửi thề. Điều gì đã xảy ra tại xứ Ars? Người ta nói rằng, cha xứ của chúng tôi là một đấng thánh và chúng tôi có nhiệm vụ phải vâng phục ngài. Thiên Chúa cũng cho thánh Gioan Vianney khả năng thấu tỏ tâm hồn người khác và ơn đoán biết tương lai. Với tặng ân này, thánh nhân đã hoán cải được nhiều tội nhân và giúp người ta thực hiện những quyết định đúng đắn. Ngày ngày có đến hàng trăm khách hành hương đã lần lượt đổ về xứ Ars. Thánh Gioan Vianney thường dành ra 16 giờ mỗi ngày để giải tội. Dù Gioan Vianney đã có lần cảm thấy hạnh phúc hơn và bình an hơn nếu được sống trong một tu viện nào đó, nhưng thánh nhân vẫn ở lại xứ Ars suốt một quãng thời gian 24 năm. Và sau cùng, Gioan Vianney đã qua đời tại đây vào năm 1859, hưởng thọ 73 tuổi. Đức Thánh Cha Pio XI đã tôn phong Gioan Maria Vianney lên bậc hiển thánh năm 1925. Thánh Gioan Maria Vianney đã dành ra phần lớn thời giờ để ban bí tích hòa giải. Trong bí tích này, tội lỗi của chúng ta được tha và chúng ta nhận được những ơn cần thiết để sống theo những giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy năng chạy đến với bí tích hòa giải để lãnh nhận được nhiều ân sủng của bí tích này. Tin mừng net.